Chào tất cả anh em đến với kênh Khôi Đồng Hồ Nhật. Hôm nay ngày 14 tháng 11, em có lên 19 sản phẩm, trong đó có cơ và pin nha anh em. Cách thức bên em mua hàng, cọc mới đưa hàng anh em. Anh em cần những gì liên hệ số điện thoại em bỏ bên dưới, bên em sẽ đáp ứng cho anh em. Nếu anh em thấy hay, hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất của bên Khôi Đồng Hồ Nhật nha anh em. Sản phẩm số 1, một em Titus automatic nha nè, 25 UL đó, switch mà đây đó anh em thấy không? Rõ ràng nha nè, đó có một lịch gốc 3 giờ, nấm rin nha nè, nấm hai cọng lúa. Con đây là lịch chạy 24 giờ nha nè, đây là lịch chạy 24 giờ, để xoay 24 giờ cho lịch chạy cho anh em thấy. Nó lịch chạy đó anh em thôi, từ 21 nhảy lên 22, máy cũng đang chạy bình thường nha nè. Con này có hỗ trợ có tay nè, con đi máy vàng mã số 1 giá 2.8, em đã sai cho anh em luôn, sai nó 37.6 nha nè, sai 37.6 rõ ràng nha nè. Dây rin toàn bộ nè, rin dây rin tê tuốt, trong đây dơ nha nè, giờ em chưa lau chùi. Đây, mặt sau đây nè, con đi em chưa lau chùi, chưa làm gì hết anh em, nên nó cũng có vết dơ của theo thời gian. Mặt đẹp nha, kính nó có vài vết xước này theo thời gian này. Đó, kính anh em về thích thay hay để rin thì thay, mặt đẹp không có vết nào hết. Switch mà đây, con đi máy vàng nha nè, mà máy nó chất lượng lắm này, máy nó anh em khỏi chê luôn. Con đây là vỏ nó inox SS nha anh em, vỏ nó là inox SS đây, nó chạy bộ máy đây nè, đó anh em thấy không, đó có bộ máy đóng switch nè, 25W nè anh em thấy không, đó rõ ràng nha anh em, đó anh em coi kỹ nha, đó bộ nó chạy bộ máy vàng 25W của Thụy Sĩ rất đẹp. Để em gài nắp vào. Ở trong đây là dơ nha anh em, trong đây toàn bộ là dơ nè anh em này, đó em lấy móng tay em khơi ra nè, đó anh em thấy không, dơ. Con đi em về em chưa kịp lâu cho mấy giờ đi bay, anh em thông cảm nha anh em này, toàn bộ là vết dơ nè, em dùng móng tay ra đó anh em thấy không, dơ nè. Khi anh em mua em sẽ lau chùi cho, dây rin nha, rin toàn bộ không tì vết nha nè, đó giá nó 2.8, là con đi là hàng Thụy Sĩ cao cấp đó nè, đó size lớn nè, dây rin dây đẹp, dây nên anh em về lau chùi kỹ là hơi bị mướt mát. Nó cầm, nó cầm rin luôn, nó vỏ nó còn vết xước, nhà máy còn nguyên anh em, nó rõ ràng nấm rin đó. Rất đẹp, mã số 1 giá 2, mã số 1 giá 2.8 anh em, quá đẹp. Sản phẩm số 2 là một em T-shop của Thụy Sĩ, mặt nổi mụn anh em đó, có một lịch đó chạy ra nè, hàng tiên shop này, hàng cũng cao cấp nha nè, mã số 1 giá 1.8, size nó size 34 nè, chuẩn nè, đó size 34 đó anh em thấy không, đó đây sau đây nè, sau rất là mới nha nè, con để mở máy cho anh em coi, con đi rin toàn bộ nè, từ từ nấm nè anh em nè, đây nấm này đó anh em thấy không, đây mà máy đây nè, đó mà máy này đó, máy đi chạy 17 dưới queo anh em, switch nè anh em nè, đó mã số đồng hoàng nha, trong nắp nó cũng đóng thông tin đầy đủ anh em, đó thông tin đầy đủ không thiếu gì hết, đó anh em nhìn kỹ nha, đó đang chạy nha anh em, cái hàng mà hàng cơ đây nè,
là nó chạy, anh em chơi anh em phải hiểu nha, nhiều lúc hàng cơ nó chạy nhanh chạy chậm là chuyện bình thường nha anh em. Anh em về anh em xài thời gian anh em căng căng chỉnh nữa là nó chạy đúng thôi anh em. Hàng cơ đây là nó về nhiều lúc là nó chạy thời gian nhanh nhanh chậm là chuyện bình thường đó, không phải là gì gì đâu nè. Mặt anh em coi rõ nghe, vỏ đi vỏ inox nó xài da da bò rất là đẹp mịn màng, giá 1,8 triệu là một em test nốt đó. Một em T-shop chứ, hàng T-shop này là hàng Thụy Sĩ, hàng gọi là cao cấp anh em. Mặt như này về spa lại nha nè, thì spa là lớn đẹp thôi, lịch lấy lịch chạy 24 giờ nha nè. Xem. Lịch chạy 24 giờ nha nè. Sản phẩm số 3, một em Citizen 17U well mà có vài đốm chỗ này đó. Còn đây là cốt tay nha nè, cốt tay rút ra rất là chỉnh giờ đó, mặt có vài vết trên này nè anh em này đó. Vàng thì còn đẹp nha nè, vàng thì còn mê ly luôn đó. Không chóc nha nè đó, rõ ràng để em chùi sơ cho anh em coi, nhiều lúc nó còn cái mồ hôi nè. Này bọc 20 microm nè anh em này đó, rõ ràng nha nè. Nước vàng đấy, nước vàng còn mới nè đó anh em thấy không? Đó em quay cho anh em rõ ràng. Đó, khóa đi khóa vàng luôn, khóa vàng linh kiện là tốt, mã số đầy đủ nè. Đồng hồ em đang chạy nha nè, đang chạy bình thường đó. Để em mở máy cho anh em coi. Đây, nó chạy bộ máy nè. Cyan 17U well máy đây là anh em khỏi lo được anh em. Đó, anh em thấy nước vàng cao không? Còn đồ mới rất là cao anh em. Đó. Rõ ràng. Nắp đây. Để em gài vào luôn nè. Đây, rõ ràng để em đo size cho anh em này. Size nó size 34 nha anh em. Đó, size 34. Form đây là size toàn bộ size 34 hết nha anh em. Đó, Cinco gì Gution nè. Đó, con đi có chống sóc nha anh em. Con đi hàng đây là có bộ chống sóc hết, giá nó 1,5 triệu nè, vàng còn nốt. Con đi dùng giá chiều rưỡi. Con đây là Simco Fortmatic nè anh em này, đó. Nó chạy 19UL mặt đẹp nha. Có vết ố chỗ này. Em đo size luôn. Size của nó là size 36 nha, 35,8 là size 36 đó anh em nha. Đó. Rõ ràng anh em. Đó. Mặt sau đây nè. Để em chùi sơ cho nó bay cái mồ hôi đó anh em thấy không? Bọc EGB 20 microm, nước vàng còn đẹp nghe nè, nước vàng khỏi lo luôn đó. Mặt này mặt đẹp nè anh em thấy sướng không, trong có vài vết bụi nè, bụi bụi theo thời gian, đang chạy bình thường đó, nhìn rất mới đó. Nhìn xuống đây cho anh em thấy rõ 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 ràng nè đó, rõ ràng về tổng thể chiếc đồng hồ. Để mở máy cho anh em coi luôn cho khỏi lo. Ai đã mua
bên khôi đồng hồ Nhật là sẽ tin tưởng thôi nghe nè. Đó, nó chạy 19 UL này anh em nè, đó Shinko đó. Để em xuống đây cho tí. Đó, nghiền đó anh em thông máy bộ máy mới bóng khó tại đó 19 UL này anh em nè. Máy đang chạy bình thường nè. Còn nắp trong là có đóng mã số đầy đủ anh em. Đó. Bộ máy còn mới anh em. Bộ máy mới anh em khỏi lo luôn. Đó, anh em coi kỹ nha. Anh em trước khi mua là em coi cho coi thiệt thiệt kỹ. Đem gai nắp vào luôn nè. Đó. Tổng thể con đồng hồ này, con này là size nó 36 nè. Đó, khóa vàng đồ đầy đủ rất đẹp, đó. Rõ ràng anh em, máy đang chạy này, đó. Con này là hơi bị độc anh em. Đó, con này là hơi bị độc Citizen này, đó. Mặt này là mặt rin anh em. Mặt rin luôn á, có chụp tung quanh tứ phía luôn. Để em lên cốt trong chạy. Nó chạy rồi nè. Nó rõ ràng nha. Nước vàng còn mới nha nè. Để đem chui sơ cho nó. Cho em nhìn nó khỏi bị mồ hôi tay. Đó anh em thấy không? Nước vàng còn mới nha nè. Đó. Tại vì đồng hồ bọc vàng là nhiều lúc nó cũng có vân lên bả trầu quá nè. Là chuyện bình thường. Tại vì nó cũng phải mấy chục năm rồi mà nè. Đó. Đó, nhiều lúc lên nó lên bả trầu này nè anh em này đó mà đẹp nha nè đó, nắp đây ừ. Con đi là chỗ này là hồi xưa có chữ mà nó mờ rồi nè nó anh em giờ nhìn thấy chữ mờ mờ chỗ này sơ sơ thôi để em chùi nghiêng cho anh em coi đó anh em thấy không? Chữ mờ mờ nghiêng sơ sơ thôi để em mở máy cho anh em coi luôn. Máy đây nè. Con này Cyan chạy 21 UL nè anh em nè. Mã số máy là 109 nè, máy mới nha nè. Máy mới rõ vàng, trong máy là có đóng mã số đàng hoàng nè, đó. Máy siêu mới nè. Cái nắp này là nó có số đồ ký hiệu ngay chỗ đây nè, đó, em đó. Mà nó lâu ngày quá nó mờ rồi nè. Đó, rõ ràng. Máy đây. Đó, anh em coi máy kỹ nha. Rồi để em gài nắp vào luôn. Đó chỗ này có một vết móp móp nhỏ này anh em này đó trên nắp này nè đó không đáng kể con này là em đo size nó luôn size nó size 35 năm này này size 35 6 này đó rõ ràng nghe này đó à, thứ này đó thấy thứ không vào số 0 này đó ra đó rõ ràng nghe này đó rất đẹp mặt này mặt rin này còn đẹp 95% luôn nè đó không có gì đâu máy chạy bình thường nè đó rõ ràng anh em xài đồng hồ cơ nữa anh em phải am hiểu nó nha không anh em lên nhiều quá khi mà nó không chạy mà anh em lên cốt mà nó không chạy là có gì anh em phải phải biết xài nha anh em xài biết để làm rớt làm đồ là gãy cầu là nó hư á cái dòng đi mình phải chăm sóc nó kỹ lên. Anh em khi anh em mua mua là anh em cứ liên hệ số điện thoại bỏ bên dưới. Bên em sẽ đáp ứng cho anh em. Con đi là để em chỉnh giờ. Con ra là con đi chạy 21 UL ngoài nè. Mặt đẹp. Size nó là size 35 năm nè anh em này, đó, size 35 tư cũng gọi size 35 năm á. Kính nó kính bắt giác nha nè. Đó, kính anh em thấy bắt giác nghiêng qua nghiêng lại bắt giác. Con này automatic chạy máy Ronda thì sĩ nghe nè đó switch Mada này đó con đây là lịch nó hơi bị đọc nghe nè anh em chỉnh tới là bình thường nè anh em chỉnh lui là lành lịch chạy này đó anh em thấy không đó chỉnh lui là lịch nhảy rất đọc nghe chỉnh tới thì được chỉnh giờ bình thường chỉnh lui là lịch lịch nhảy đó anh em thấy không đó 10 này 11 này 12 này đó anh em thấy không đó rất là đọc nghe đó con này có hỗ trợ có tay em lên là nó chạy liền con này 1,5 triệu nha nè đây mặt sau đây sau có hai hình con ngựa nó switch nè 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 Mada nè đó rõ ràng
Em mở máy cho anh em coi luôn nha. Đây, bộ máy đây nè. Đó, máy Honda Automatic nè, đó. Để em chỉnh qua cho nó thấy. Đó, anh em thấy không? Đó. Máy này máy Honda nha nè. Máy này là máy đời cổ đó nè. Đó. Máy rõ ràng nha nè. Mặt sau đây. Đó, sau anh em về lau chùi nó là rất đẹp, coi như là niền phía, niền nó là bạc vàng cái này đó. Có hồi chữ có tay lịch nó là chỉnh lùi kính bắt giác 1,5 triệu anh em đó. Con đi con Cinco 5 đó, 3323 UL đó. Automatic nha nè. Đó, chạy đồ bình thường đó nè. Con đi là lịch ở đây bấm nè, đó. Bấm chỉnh nhanh đó nè. Đó. Còn rút ra nước là chỉnh giờ nghe nè. Nó lịch nè, chỉnh nè, nè, đó thấy không? Rõ ràng, cứ bấm vô nút bấm đó nè, đó, rõ ràng. Con đi giá 900 nghe nè. Để cho anh em về chơi luôn, mặt sau đây, sau còn mới nha, đó có cái heo rồi đồng hoàng anh em, SS nè, đó, nó rõ ràng anh em, đó. Con đi size lớn, size nó size 37 nha nè, size nó size 37, size rất lớn. Kính nó có bị nứt nhẹ bên này nè, bên ngón tay em này đó, rõ ràng nha. Còn đâu tổng thể đẹp hết, mặt đẹp nha. Anh em về thích anh em thay kính cũng được không sao cả. Anh em ra thợ, thợ nó thay cho anh em bình thường. Còn đây là anh em mua là em chụp máy cho qua cho nha. Để em xem mở máy được mở luôn. Đây mà máy máy đây nè đó, máy mới cái nè, máy mới kit luôn đó, máy 23 UL, em thấy máy mới không đó, mà mã số đồ đồng hoàng nghe nè đó. Con đi chạy 23 UL Syncomatic rất đặc đó. Em gài nắp vào luôn nè em xem đây. Đó, cái nắp rất là chắc chắn. Con đi 900 rồi nè. Bỏ rẻ cho anh em luôn. Con này là một con Cinco 5 niền phía automatic lịch chỉnh nhanh nha nè. Để em lên đó anh em thấy không? Chạy rồi đó. Là lịch này bấm nè anh em nè. 26, 27, 28, 29, 30 đó lịch chỉnh nhanh. Mặt sau đây nè. Mặt sau có cá heo nha. Đây mà máy máy đây máy bú ở trong nó là ở ngoài nữa bằng gan, bằng gan chất liệu gì đó, còn ở trong là bằng vàng á, ở trong là bằng bọc vàng đó, mà số máy là 9916 á, Cinco có đầy đầy đủ thông tin nha nè, rõ ràng đó Cinco đó anh em thấy không, có đầy đủ thông tin đồng hoàng. Để em bỏ nắp này vô em rung cho nó chạy cho anh em coi. Này anh em này, đó đang chạy á, chưa đủ cốt anh em, đó, chưa đủ cốt anh em, để cho em lắc cho đủ cốt là nó chạy thôi. Con đi phải dùng kích kích vào nghe nè, chứ dùng tay ấn nó không vào nổi đó. Để em bỏ đi tí em sẽ kích kích vào. Con đi chạy bình thường nha, niềng phía nha, xa nó xa lớn nha nè, nó xa 366 nè,
là size lớn rồi đó nè, rất đẹp nha. Đó, rõ ràng giá 900 là giá cũng rẻ nha nè. Toàn bộ đây là inox này nè nè, toàn bộ đây là inox nè, inox hết nè, đó. Giá 900, chụp tung hoành, mặt có lên mụn sơ sơ nè. Mặt lên mụn sơ sơ không đáng kể đâu, kính là kính rinh ngõ luôn nè. Kính là kính rất dày luôn nè, đó, kính dày đó. Đó, kính rinh luôn, lịch điều chỉnh bình thường. Máy nó là chạy chạy bình thường nha nè. Máy nó chạy bình thường. Đó. Con này là một con gì Vanguard dấu cộng Thụy Sĩ nha nè. Swiss Made đó, đó. Size nó là size 365 luôn này đó nè anh em thấy không? Đó, size 36 á, size 365 á, đó chạy bình thường này anh em này. Đó, chỗ này là rút ra nứt là đó, mà chỉnh giờ. Đó, chỉnh lịch nè anh em này, đó. Đó, lịch nhảy này đó anh em thấy không? Đó, lịch chạy bình thường. Đó. Gài vô đó. Dây này là dây không phải riêng của nó đâu, dây này dây dummy. Dummy bên kia về có em bỏ vô luôn. Cái này là em tháo ra rồi nghe anh em. Khi anh em mua là em bỏ chốt cho anh em vô như đây nè, đó, thành cái đồng hồ này em tháo ra cho anh dễ anh em coi máy, máy đây nè. Này mặt sau đây, dấu cộng Vanguard đây. Này trong nước 100m nè. Đó, rõ ràng nghe anh em. Đó em mở máy cho anh em coi. Máy nó là chạy máy V8 nghe anh em. Đây. Con này là có cái nắp nhựa luôn nè anh em nè, đó. Đây để em lấy cái máy ra cho anh em coi. Đây, máy vàng anh em. Anh em thấy máy chưa? Đó, nắp nhựa đàng hoàng nha. Nắp nhựa đây cái máy đây. Cho em coi máy V8 nằm trên đây nè, đó. V8 nằm switch trên đây nè, đó, máy nè. Máy này là anh em khỏi lo được nha. Máy này là máy V8 đó. Máy này máy xịn của Thụy Sĩ luôn nè. Máy to bằng cái gần bằng cái đồng hồ á. Đó, nè. Đây em lắp cái nhựa để vào thôi đó, nhựa nó nhựa bọc nghe mà máy nghe nè. Đó, gài nắp đi. Con đây là Vanguard dấu cộng. Con đây là của Thụy Sĩ á. Con đây dấu cộng là màu đỏ đi dành cho bác sĩ đồ anh em. Đó, rõ ràng nha. Rất là đẹp, tổng thể rất đẹp đây. Anh em thấy không? Chạy bình thường, mặt đẹp nha nè. Size lớn, size nam lên tay rất đẹp nè, đó anh em thấy không? Lên tay giá nó giá 700 nha nè. 700 Thụy Sĩ. À, đi con đi lên này đi. Phương ơi. Con đi con số 10 nha anh em, giá 400. Giá 400, con đây là con Ben Root. Size nó size 33-7 nè anh em nè, đó. Do chỗ đi có càng nên tính luôn. Con này máy V8 nha nè, con đi 400, zin đồng bộ nha. Dây của nó luôn á anh em. Đó. Mặt đẹp, đó, mặt đẹp, đó. Chạy con đi lịch cũng chỉnh nhanh nha nè. Có 18 này, 19 này, 20 này. Nó rút ra nứt nữa là chỉnh giờ này anh em này, đó. Anh em không? Chỉnh giờ bình thường. Đó. Chạy nha nè, đó. Máy nó đây. Máy nó là Ben Root đây nè, đó. Ben Root BB số đầy đủ nha nè. Đó, con đi giá 400. Máy nó cũng máy V8 nha nè. Máy nó là máy giống như con hồi nãy luôn á nè. Đó. Để mở cho anh em coi. Đây. Máy nó là máy này nè anh em. Đó anh em thấy không? Con đi cũng chạy chạy cũng 7 giờ queo anh em. Chạy cũng 7 giờ queo máy này anh em khỏi lo anh em. Swiss Made nè, đó. Swiss Made dưới này nè, đó, rõ ràng. Con nên em là khỏi lo luôn á nè. Bộ máy nó là bộ máy như đây là bộ máy vô địch luôn anh em. Để em gài nắp vào nghe nè. Đó, chạy bình thường anh em, lịch đồ chỉnh nhanh hết nghe anh em. Con đây là size lên tay rất đẹp này, đó.
Pin đi thì anh em khỏi lo, rồi bộ máy này thì máy V8 thì thầy sĩ rồi. Giá 400 cho anh em chơi. Còn đây là Bunova nghe nè. Bunova giá 500. Size nó là size 32. Đó. Đây. Giá 500. Cái này là vàng đồ chưa chắc nghe nè. Vàng đồ chưa chắc gì hết. Đó, mặt đẹp. Đó. Dây nó dây zin này, có ký hiệu này, hơi mòn xíu này, đó. Mở dây ra đây này. Đó, anh em thôi. Đó, rõ ràng nha. Đây. Mặt trong đây nè. Đó, anh em thấy switch không? Con này còn chạy máy V8 nghe nè. Nó chạy dòng máy V8 để em mở máy cho anh em coi. Đây. Anh em này. Chạy dòng máy này, đó anh em thấy không? Đóng ký hiệu số đã đầy đủ, em xem chạy máy đi que luôn. Con này cũng chạy 7 dây que anh em. Con này cũng chạy 7 dây que đàng hoàng á, không phải là bình thường đâu anh em. Đó, rõ ràng anh em. Đó. Cho để em gài nắp và vào lại nè. Đây, nó nắp sau đây nè, cho anh em coi nắp sau này. Đó, Buva này đó anh em ra. Switch A này đó, rõ ràng nha. Mã số. Nắp trong đây, trong có gì hết. Đem gầy nắp vào lại nè. Con đây là giá nó 500 em, số 11. Đó, dây zin của nó luôn. Nó rất đẹp. Đó. Anh em thấy không? Mặt đẹp cái này. Đó. Để em chỉnh cho chỉnh giờ đồ bình thường nha anh em. Để em gài cái nắp lại cho này, em chỉnh giờ cho anh em coi nè. Đó, lúc là nấc là chỉnh giờ nghe nè, nấc là chỉnh đó ngày giờ bình thường đó, ngày chạy đồ nhanh bình thường hết nghe nè. Đó, con đây là mã số 11 giá 500, Bunova Thụy Sĩ đó nè. Đó. Con đây là Buran, con này là Aureo chứ Thụy Sĩ anh em, giá 500. Con đi chỗ nào vàng là nó bọc 50 micron anh em. Đó. Anh em này, đó 50m này anh em này, đó 50m này, đó rõ ràng anh em. 50m 50 micron, con đây là máy máy V8 anh em, V8 của Thụy Sĩ. Để mở cho anh em coi luôn. Bọc nó của nó là bọc 50 micron. Đó. Máy đây. Máy V8 đây nè. Đó, V8 nằm trên góc này nè. Đó. Máy V8 con đi chạy 7 dưới queo anh em. Đó, zin đồng bộ nha. Đó. Anh em mua là anh em cứ liên hệ, em sẽ chụp hình gửi máy cho anh em coi nha. Từ nó rớt cái pin ra rồi, em bỏ pin vô lại nè.
Anh em đợi em xíu, em bỏ cái pin vô rồi em. Giờ người gài nắp nó chưa vào mà cũng vào rồi anh em. Đó. Con này là bọc 50 micron. Đó, vàng nào bọc 50 micron. Đó. Con này là chỉnh giờ nè anh em này, nút vào nút là chỉnh ngày nè anh em. Đó anh em thấy không? Chỉnh ngày ngày chỉnh nhanh đồ bình thường anh em. Con này là rin đồng bộ nè. Vàng chỗ này là bọc 50 micron này, sứa này bọc 50 micron hết nè anh em nha. Đó. Cái niềng này là bọc 50 micron này nè, dài lắm anh em. Con này là size nó cũng lớn anh em. Size nó size 326 anh em. Đó. Không có tin nấm đâu. Lên tay thì anh em khỏi lo luôn nha. Lên tay nam rất đẹp nha anh em. Form này form đời cổ, máy nó máy V8, chạy 7 viên well thì sỉ. Giá 500 nha anh em. Giá rất mềm. Con đây là giá 500. Size nó là này. Size nó là size 35 nha anh em. Này. Size 35 này là không có tính cái càng, còn tính cái càng ở chỗ con nấm là size nó tới 36 nha anh em. Đó. Size 36 năm này, đó. Tính mà tính cái lúng ra đây nữa là size to hơn anh em. Con đây là năng lượng mặt trời nha anh em. Đó, chỉnh ngày giờ nhanh bình thường nè anh em này. Đó anh em thấy không? Rút ra nước này là chỉnh giờ đó. Con này là titanium solar. Đó, solar năng lượng đó. Con này là zin toàn bộ nè. Dây đồ là zin hết toàn bộ nghe nè. Đó. Này, dây là trong đây có chữ Sinco này, đó, titanium này, đó, rõ ràng. Con này là giá 500, pin nó khỏe nghe nè. Pin nó là khỏe luôn, pin nó còn chạy bình thường. Con này anh em nó hút năng lượng mặt trời từ cái mặt vô sạc pin nghe nè. Cục pin pin đi là pin còn khỏe, rất khỏe, titanium anh nè, siêu nhẹ luôn á. Con đi là rất nhẹ, vỏ nó làm bằng chất liệu của vỏ máy bay anh em. Đó, này Sinco solar titanium chống nước 10 bar. Anh em thấy đẹp không em? Thấy quá đẹp. Đó, anh em thấy quá đẹp luôn anh em. Con này anh em không lo luôn, vỏ nó titanium, giá 500, pin nó khỏe nè. Đó, lên tay rồi anh em khỏi chê luôn. Đó. Đó. Anh em thấy không? Đó, lên tay là rất đẹp nghe nè. Chạy đồ bình thường nghe nè. Con này anh em ra phơi nắng rồi thôi chứ đủ chạy, pin nó sạc đầy, khỏi lo luôn. Đây mặt sau đây nè. Mặt sau Sinco titanium mã số đầy đủ nha. Con đi là bên Nhật nó vặn cứng rồi nè. Em mở không ra được là em bao cho anh em đó. Đó, dây rin toàn bộ hết nha anh em, giá 500. Một em Sinco titanium pin khỏe. Con đây là form nó rất đẹp nha, form đờ mi nha anh em. Sinco watt nè. Pin. Đó, dây rin nha anh em. Dây khóa rin nè, đó, đờ mi rin mới nha anh em. Đó, rất đẹp. Con số 14 đây là giá 500 nha anh em. Đó, dây đờ mi còn mới chứ đâu phải 90% à. 90 gần 100% luôn á. Đó. Con đây là giá 500 nha. Đây em dán cái mặt lại. Đó. Giá 500. Máy đó là máy vàng nha anh em. Máy vàng. Đó, dây đồ rất đẹp máy đây. Đó. Để em mở cái nắp máy cho anh em coi luôn. Nha. Đây cái nắp sau đây nè. Đó, nắp sau là Taco. Rõ ràng nha, Citizen đây, bộ máy đây. Chạy bộ máy của Citizen vàng nha nè. Và đóng thông tin rồi đầy đủ nè. Có đóng thông tin rồi đầy đủ nè, đó, rin nguyên con. Đó, zin ngang con số 14 này giá 500 nha nè. Bên em bán hàng là uy tín đặt trên hàng đầu nha nè.
Đó, có sao em nói vậy đó. Con đây là size nó là size 35 năm nghe nè. Size nam 35 năm, lên lên tay thì anh em khỏi lo luôn. Con đi lên lên hắn lên tay là anh em khỏi lo luôn đó. Con đi lên tay rất sang trọng, nó form nó dạng như form liền phía của lô lét luôn anh em. Đó, anh em thấy không? Đó, rõ ràng nha, số 4 giá 500. Để em chỉnh sơ lại cho nhìn đồng hồ cũng đẹp nha anh em. Con đây là một em gơ sóc nha anh em. Đó, có đèn nè, đó anh em thấy không? Này. Đó, anh em thấy đèn sáng không? Đó, bật đèn nè, bấm chữ G này đèn, đó. Nè, chỉnh giờ nè, đó. Lui nè, đó tới tới nè. Đó, anh em về chỉnh nha, con đi làm xe 600 đẹp nha anh em. Dây nó cũng có vết mòn theo thời gian này mà đẹp, con đi zin toàn bộ nha anh em. Mặt sau đây con đi sản xuất tại Thái Lan nha anh em. Đó. D mà in Thái Lan này, G sóc. Đó, con đi mới cũng phải nó 2 triệu mấy nha anh em. Mà con đi còn rất đẹp giá 600. Con đi là thị trường thanh niên đồ mang nhiều lắm nha anh em. Mà đồ mới nó còn phải trên 90% á, đó, anh em thấy không? Đó, sướng xanh đồ rất đẹp nha, rõ ràng nha, gờ sóc nha, giá 600. Rin nha, khóa đi rin nè, đó, có da là Casio da băng nè, đó. Đó. Nhà máy đóng tại Thái Lan, đó, rất đẹp nha. Anh em thấy không? Size này là anh em khỏi lo rồi, size này cũng phải size 4 43 rồi nè, đó, không có tiếng càng đâu nè. Đó, con đây là rin nha. Rin đang chạy bình thường nha anh em. Đó, rõ ràng anh em về chỉnh nha, còn đây em cũng không biết chỉnh đâu. Em chỉnh sơ sơ đúng giờ thôi. Đó, rõ ràng con đi thì khỏi chê luôn đó, riêng thức toàn bộ dây nó là làm chất liệu rất đẹp này đó anh em thấy không? Rất đẹp giá 600, giá 600 đó. Mặt sau còn mới kit nha nè, rõ ràng con đây là 250 nha nè đó, hai lịch Citizen đó, size nó là size 358 này anh em nè, đó rõ ràng nha nè. Con đây là 250. Xài nam quá rẻ. Sau đây nè, nhà máy nó đóng tại Trung Quốc nghe nè, đó nhà máy đóng tại Trung Quốc quá đó, mà mãi máy đây nè, đó. Máy cũng máy vàng nghe nè, máy vàng đồng hoàng chứ không phải bình thường đâu, đó rõ ràng nha, đó nhà máy con đây là nó nằm tại Trung Quốc nè. Mà nó là hàng xuất Nhật á, nhà máy Trung Quốc nhưng mà hàng nó hàng được Nhật kiểm định rồi mới bán ở Nhật á nè. Con đi trong thùng về rõ ràng anh em thấy không? Đó. Rõ ràng Citizen Taco. Đó. Chạy bình thường ha, con đi em xem là lịch đồ cũng chạy như thế nào. Đó. Này lịch này chỉnh này anh em thấy không? Lịch này lịch thứ nè, đó. Ngày chạy nha nè, đó lịch ngày chỉnh nhanh đồ đồ bình thường này, lịch thứ nó chạy 24 giờ nha nè, đó anh em thấy không? Đó, rõ ràng rút ra nước này là chỉnh giờ đó, chỉnh giờ đó, đầy vô là nó chạy đó anh em thấy không? Là rõ ràng nha nè, con này 250 bán giá rẻ cho anh em chơi luôn đó. Whitney là with one time nha nè, đó quýt quan tham cốt tay dây đây nè, dây nó là làm chất liệu gì mà không thấy mòn anh nè, dây nó chắc chất liệu gì đây em cũng biết nữa nhưng mà không có mòn gì hết nha nè, dây nó là dây nó không có mòn gì hết đó, đó. Nè chỗ đây là cái nấm nó bằng đồng này anh em này, nó nấm đồng mạ mạ này, nó lên nó bạc này. Chạy này anh em nè, đó con van farm đây là giá nó giá triệu tư nha anh em, số 17 mặt đẹp nha, chạy bình thường đó, không tì vết nha, rút ra nấm là chỉnh giờ thôi đó, rõ ràng nha, mặt đẹp không tì vết nha. Con đây là của thụy sĩ van farm là hàng cao cấp anh em, quýt mặt sau đây nè, đó còn đồ mới cao anh em, nó chạy bằng dây queo anh em, để mở máy cho anh em coi.
dây này là còn rất đẹp nè, xì dây là còn khỏi chê luôn. Đó, bộ máy đây, nắp nắp đây nè, nắp có đóng thông số này đó, đó anh em thấy không, là inox á, là đóng cái hiệu, nó cái hiệu chữ inox này đó, rõ ràng bát đây. Đây. Đây nó đóng 19 chiếc queo này, qua one time này, đó. Rõ ràng anh em. Bu lăng gai này, đó. Mà số máy trên đây nè anh em này, còn rất mới anh em. Còn mới không thì vế luôn 19 chiếc queo. Đó. Con này là chạy bằng 19 chiếc queo luôn nè, không phải là chạy bằng bình thường đâu. Rất đẹp, mới kit nha anh em. Chạy đồ bình thường này đó anh em thấy không? Đó. Máy mới nha. Nắp đây. Rõ ràng nè. Anh em thấy 19 đi queo chưa nè, 19 đi queo này. One time này. Đó. Anh em thấy không? Chữ nghĩa đồ đồng hoàng nha nè. Mà số cho đây là 22249695 này anh em này, rõ ràng. Rồi để em gài nắp vào luôn. Con đi là có giá trị của nó nha anh em. Cái hàng này là hàng cao cấp đó nè. Hàng chạy 19 chiếc queo này là hàng One Farm cao cấp á. Thường thường là One Farm bình thường là nó không chạy chiếc queo đâu, đâu nè. Mà con này là chạy 19 chiếc queo nè anh em nè. Đó. 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 Máy đang chạy bình thường nè, con này là mặt đẹp nha. Mặt đẹp 100% luôn, đó rõ ràng nha nè. Đó. Đẹp 117, giá 1.4 triệu nha nè. Giá con này là giá chạy giá trị ngồi ngồi cao luôn anh em. Hàng là quá cổ luôn á. Con này là 700. Đếm chùi sơ. Con quýt này là 700 không có dây anh em. Đây con Sinco chạy 15 dư queo đây nè. Đó. Đếm lên cốt con chạy. Đó chạy rồi nè. Nó chạy rồi, đồ nhìn rất mới nha nè. Có số A109 gì trong đây nè, đó 15 view well. Con này là giá 700 nha nè. Đó. Em quên đo con Van Farm đi cho anh em là, đồ quên mất. Con này là size nó size 45 nha nè. Đó. Quên đo size luôn. Còn con này là size nó size 549,7 là size 50 nha nè. Con này là size 50 luôn nè, đó. Rất đẹp. Đó. Đây là vết dơ nè. Nhìn rất đẹp mặt đây. Đang chạy bình thường đấy. Ở trong đây là có gì đây? Có chồng chữ trên vòng đây nè anh em nè. Đó. Đang chạy bình thường. Đem mở máy cho anh em coi luôn. Đây. Trong là có ký hiệu số đã đầy đủ nè anh em thấy không? Đây bộ máy đây nè. Bộ máy Sinco đó, rõ ràng 15 view well nè anh em nè, đó, bu lăng gai luôn nha anh em. Đang chạy bình thường đó anh em thấy không? Đó, rõ ràng anh em, con đi 700. Đó. Cho anh em coi kỹ cái máy siêu mới luôn. Máy là mới kit luôn. Mới không có gì mới bằng luôn anh em. Đó. Nắp nắp đây nè. Đó. Cài vào. Đó. Đó, rõ ràng nha nè. Đó, con đi không có dây. Đó. Chạy đồ bình thường. Đồ mới cao. Hai quýt này là hai quýt đặc biệt đó. Đây. Dây thun này bọc vàng vàng, bọc bạc nha nè. Bọc bạc. Rất đẹp. Đồ mới cao, đồ mới nó là mới 100% luôn. Đây. Còn tất cả là SS nè anh em nè, toàn bộ là inox hết nè anh em nè. Còn đây là bát nè anh em nè, B nè, đó rõ ràng nha. Còn đây là hàng Nhật đây, hàng mới tông luôn, đó anh em thấy không? Nhìn đồ cầm đồ, con này đầu 18 nha nè. Đầu 18. Này, anh em nè. Con đây là đầu nó đầu 18 đó nè. Đầu nó là bằng với những con đây nè anh em nè, anh em thấy không?
đầu cũng bằng ba bằng với những con này này đó. Con đây là đầu nó là dành cho đầu 18 đó. Còn mới nha này, đồ mới còn rất cao. Dạ. Đây. Đồ mới tổng thể còn rất cao nha, con này đồ mới cao anh em khỏi lo luôn, rất đẹp đó. Và còn sẵn một em sản phẩm nữa anh em, để em lấy cho anh em coi. Kết thúc video rồi anh em, xin chân thành chào anh em nghe anh em. Còn một con đồng hồ là em bỏ đâu lạc mất tiêu nên em tìm không ra, có gì gì like được sau em đăng nghe anh em. Rồi xin chào và cảm ơn anh em nha.